Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sư Hữu Thuật. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để biến màn hình điện thoại trở nên trong suốt như thế này nhá. Và tất nhiên là bài viết chi tiết mình sẽ để đường link ở phía dưới đến từ siêuthuật.vn. Nếu bạn nào muốn thì các bạn truy cập vào đó để đọc thêm thông tin nhá. Còn bây giờ vào video cùng mình nào. Đây như các bạn thấy này, cục pin dự phòng của mình đây. Đó. Ô, điện thoại của mình đã hiển thị luôn cả ngón tay của mình các bạn ạ. Quá là tuyệt vời phải không nào? Nếu như mà các bạn cũng có cái đam mê trong suốt giống như mình ấy, thì các bạn chỉ cần lên cửa hàng Play và tải cho mình ứng dụng có tên là màn hình trong suốt. Đây, mình sẽ lên mình gõ lại cái ứng dụng này để các bạn tìm. Ứng dụng này thì tất nhiên là hoàn toàn miễn phí rồi, các bạn chả phải lo về vấn đề giảm giá hay cái gì cả. Các bạn cứ tải nó về thôi. Đây, màn hình trong suốt Smart Reuters. Mình thấy rằng ứng dụng này cái cách sử dụng nó cũng đơn giản và nó cũng không có gì là phức tạp đâu. Các bạn chỉ cần cài đặt để cho nó được phép hiển thị trên các ứng dụng khác như thế là được. Ví dụ như bây giờ mình để thêm vật vào để các bạn xem chắc chắn là trong suốt nhá. Đó, này. Ồ, như ảo thuật các bạn ạ. Cái điện thoại của mình chui vào trong luôn. Bây giờ mình để lên đây các bạn xem. Này, chồng lên nhau này. Đó. Còn bây giờ nói về ứng dụng của chúng ta một chút, mình sẽ cài trở về hình nền như ban đầu của mình và mình tiến hành là setup ứng dụng này. Như mình nói từ ban đầu thì ứng dụng này cách setup rất là đơn giản. Các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Rồi, vào màn hình trong suốt này. Sau đó bạn chọn cái phần cá trên màn hình nhá. Ứng dụng này hơi quảng cáo một tí là bạn nào thấy quảng cáo cứ tắt đi. Khi bạn nhấn vào đây lần đầu tiên này, nó sẽ ghi là chúng ta cần phải bật cái chế độ cho phép hiển thị trên ứng dụng khác. Các bạn chỉ cần bật lên cho mình thôi. Còn sau khi bật xong thì bạn có thích bật cái cá này không thì tùy bạn, không quan trọng lắm. Chỉ là mình nhấn vào đây để bật cái đấy lên đấy mà. Sau đó nhấn vào Start cho mình. Start. Mẹ nói cái gì? Đấy, Sư Hữu Thuật đang nói này. Và chọn làm màn hình nền. Nói chung là camera bạn nào càng nét thì các bạn cảm giác nó càng chất lượng thôi mà. Đó, bây giờ quay ra nhá. Đấy, như các bạn thấy của mình nó trong suốt rồi này, tay mình. Rất đơn giản đúng không nào? Nói chung là chỉ với một vài bước như vậy thì chúng ta đã có ngay một cái màn hình nền động rồi. Nhưng ứng dụng nào thì thế cũng phải có ưu điểm, có nhược điểm. Mình nói luôn nhược điểm ứng dụng này để các bạn tránh là sử dụng xong về sau lại bảo mình không nhắc nhá. Là ứng dụng này sẽ dùng camera liên tục. Đây, camera của máy mình thì dùng liên tục nên sẽ rất nhanh nóng máy. Nếu như máy bạn nào như kiểu là mấy cái dòng Sony ngày xưa ấy, bật camera là đâu 5 phút là fog glow thì chắc chắn là máy bạn sẽ bị fog glow. Nên mình khuyên rằng ứng dụng này các bạn nên dùng cho vui thôi, chứ cũng đã không nên gọi là đặt làm ứng dụng chính được gì cả. Lâu lâu mang ra lòe bạn bè một tí. Như máy mình là S7 thì mình dùng một lúc mình sờ camera cũng thấy khá là ấm. Ấm thôi nhá, không phải là nóng. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả pin nữa, nên là pin dùng cái này sẽ nhanh hết hơn. Các bạn lưu ý cái vấn đề này. Và một điều cũng cực kỳ quan trọng đó là chất lượng hình ảnh của bạn phụ thuộc vào chất lượng camera. Camera càng nét thì hình ảnh của bạn sẽ cho ra là càng nét và gọi là càng trong suốt. Chứ camera mà bẩn thì các bạn lấy giấy lau nó đi cho nó sạch nhá. Rồi, video này của mình cũng xin phép kết thúc ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn thích và đăng kênh của Sư Hữu Thuật. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.